còn tận dụng cơ hội này chạy lên sân khấu kêu một con thôi. Quý vị kêu thật là hay thì sẽ được nhận quà từ ban tổ chức quý vị nhé. 49 chữ kêu quà. Có 1. 32. Có 2. 28. Có 3. Số 10. Có đủ. 43 dòng loại hợp lệ. Xin chúc mừng. Rồi, ai biết cái con lô tô chạy nhanh lên sân khấu giùm em ạ. À? Nhanh lên đi ạ. À. Hai chủ nhân hả? Hai cái thương lô tô đúng không? Rồi, trời, còn tặng áo thun cho em nữa. Ăn chìa khóa của BH Silox nữa, đợi con trai còn quà nữa. Trời nha, vô đi cưng. Đó, em gái của chị. Rồi, còn ai nữa? Đó. Trời, đó. Đó, thấy cưng không? Trời ơi, bữa nay bà chị tôi bà tràn lên luôn rồi. Nội ơi, lên chị ơi. Còn ai nữa ạ? À? Rồi. Thưa quý vị, và với vòng loại đặc biệt này, quý vị khoan hãy dò quý vị nha, có nghĩa là quý vị ủng hộ bé. Chúc bộ đoàn thì quý vị hãy ủng hộ nhiệt tình, nhưng mà khoan hãy dò khi nào chúng em nó bắt đầu dò số thì mình dò. Còn những trên sân khấu mà quý vị ở trên sân khấu may mắn mà có kêu đó, quý vị cũng đừng dò quý vị nha. Ai nữa à, chạy thật nhanh thật lẹ lên sân khấu à. Và chúng ta sẽ có 5 giải, như mỗi đêm là mỗi đêm chúng ta sẽ có 5 giải. Và 5 giải tối nay là những con gấu bông may mắn. Thế may là chủ nhân của những con gấu bông may mắn tới đêm nay quý vị nha. Rồi, đó, mỗi người luôn chơi như sau, mỗi khán giả thì kêu lô tô sẽ nhận một con số bất kỳ từ Thúy Liễu. Sau đó chúng ta chuẩn bị bài hát thật kỹ, nhạc nổi lên và tới lượt ai người đó kêu. Khán giả là những huấn luyện viên, xin lỗi quý vị, những giám khảo công tâm nhất. Và những tràng pháo tay của tất cả quý vị là số điểm cho tất cả thí sinh quý vị nha. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với thí sinh đầu tiên. Ai thi đầu ạ? Giơ tay em, ai thi đầu? Đó, thấy cưng chưa? Và bây giờ, âm nhạc! Mấy chị ra đây, chị ra rồi, chị đứng đây chị đợi em nha. Mấy chị
mọi đường mỗi nơi vương trời thì nhớ thì được gần anh một giây phút đôi để lưu giữ trong tim mong mình tan nát cho trần đời này em chỉ có mình anh nói với anh nói tiếng yêu em để rồi mai đây mình tái xa nhau anh về nữa xứ lạ em nước lệ vào tim dân vợ mối duyên đầu bốn mươi sao tặng nha. Quyện quang ơi không giấy chồng phòng không chiếc bóng sớm tối quạnh yêu không người bầu bạn. Sao nữa? Vậy mà chùm sò nó còn con đổ tội rằng em chứa chấp đồ gian xin quang anh đổi thêm tình. Sao gì ra cố gì đây? Sao gì ra cố gì đây? Đã đến với vòng loại đầu tiên, xếp cho em một hàng giống như nãy đi, chị lên đi đó. Bà Thi bà không ngại, bây giờ bà trao thưởng là bà ngại, đợi em xíu em bắn mấy con yêu quyền nghiệp kia chứ. Cái gì vậy mấy mẹ? Trời ơi, con nhỏ già nhất cầm đầu kìa, bà Thanh kìa. Trời Phật ơi, nó nói chuyện nó không quan tâm luôn đội ơi. Con kìa, cái gì tạo phản đó hả? Có lập đoàn mới không? Có lập đoàn mới không? Có không? Sài Gòn tạm thời đó. Có không? Có. Có nói cho tôi chia vé cho làm nè. Có không? Có. Không có đi bán lẹ đi mấy má. Mấy con yêu nghiệt. Trời ơi, làm sao lắp cho tôi cái hệ thống đu dây tôi tràn phía tôi nó lẹ quá trời. Hai nhỏ duyên dáng dễ sợ luôn mà nó ngồi ngay đầu băng luôn. Trời, không biết ta lỡ xui bữa nào mà ta ban phía dưới ta đè hay mày chết. Rồi, cảm ơn quý vị và ủng hộ vé tiếp tục quý vị nhé. Và chúng ta cùng trở lại với vòng thi may mắn. Rồi, bây giờ, kính thưa quý vị, những tràng pháo tay là số điểm cho... Những tràng pháo tay của tất cả quý vị là số điểm cho tất cả thí sinh. Và bây giờ chúng tôi xin mời thí sinh đầu tiên, em mời chị bước ra sân khấu và khán giả sẽ cho điểm này nha. Rồi, xin mời tất cả quý vị khán giả của Sài Gòn Tương Thời đó ạ. Yeah. Rồi tạm thời chúng ta sẽ có 5 suất, cho nên là chị tạm thời đứng bên trong giùm em. Rồi, anh chàng thứ hai xin mời. Ok, chấp nhận rồi, xin mời anh chàng thứ ba. Ai cũng hay thưa hơn nha, thưa hơn hai người đầu, tạm thời đứng cái bên. Thứ tư đâu ạ? Thứ tư đâu? Thứ tư là ai? Hồi nãy ai thi thứ tư? Mời anh. Đó, dày hơn chút xíu, ba người đầu. Thôi ok, anh chàng. Trời ơi, thôi tìm tội nghiệp nhỏ thiệt luôn anh. Thôi, rồi thứ sao đâu, chờ xin mời. Yeah. Rồi, tạm khoan, từ từ. Gì là má? Là có nghĩa là năm người kia ta nhiều hơn rồi lội từ từ chứ. Tới em. Lại. Này mua fan nè. Con nhục mặt quá. Con nhỏ nó bồn mày phải không? Thôi la chữ gì bà nội. Rồi, rồi, ok, tạm thời. Ai, nãy ai ít hơn, hai người ai ít hơn. Tự nguyện đi. Đó, anh áo trắng về, yeah, tạm biệt em, giúp em đang mới vui vẻ. Rồi còn ai nữa à? Ai nữa? Con gái, bước ra con gái. Yeah, rồi. Nhưng
chúng ta có 3 người ngang điểm nhau là cô và anh áo đỏ và anh áo xám, đợi chút xíu. Còn ai nữa? Hết rồi đúng không? Rồi. Còn anh áo xanh nữa quý vị. Yeah. Vậy 3 người bằng điểm nhau, xin mời ba chị và con mời cô ra. Mời anh áo đỏ và mời anh áo xám. Rồi, rồi 4 người cất vô trong đi. Bây giờ chúng ta sẽ làm một lượt nữa quý vị nha. Biểu quyết giùm em. Hả hả? Chơi luôn, nhát vô. Mỹ gì ra Mỹ, gì ra tôi gì đây, xin mời ai đây thi trước anh áo xám. Mỹ gì ra Mỹ, gì ra xuống gì ra Mỹ, gì ra Mỹ, gì ra Mỹ gì ra Mỹ, gì ra Mỹ, gì ra vô. Dạ, con cảm ơn cô. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho điểm hai thí sinh còn lại quý vị nha. Anh áo xám quý vị. Ok. Dạ mua vé học bán hả? Dạ. Nó nghe nè. Hồi nãy vé số em cho chị để chúng độc đáp kìa má. Bán đi chút xíu chị cho chuột lên. Không luôn trời, má bất chấp dễ sợ vậy, để đó gì. Bây giờ đợi một xíu cho điểm xong xử con đó sau. Rồi anh áo xám quý vị. Đó, anh áo đỏ gì ơi. Trời, chia tay với áo xám nha. Rồi, xin chúc mừng cho năm vị khách may mắn của chúng ta.